Xin chào các bạn. Tôi đang đứng giữa sân trường của một ngôi trường vùng cao. Và ngôi trường ở một khu vực đó là đặc biệt khó khăn. Và học sinh phải ở bán trú các bạn ạ. Và các em được nhà nước nuôi. Bởi vì đây là vùng xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngôi trường được xây dựng trên một khu đồi được san phẳng ở trên vị thế rất là cao. Và phía sau trường là dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đây. Dãy núi Hoàng Liên Sơn cao ngất nằm ở phía ngay sau trường các bạn ạ. Đây, ngôi trường được nhà nước đầu tư rất là khang trang, rất là đẹp. Và đặc biệt đẹp hơn nữa đó là ngôi trường được các thầy cô giáo chăm chút, rất là chu đáo. Là vườn hoa, cây cảnh. Rất là tuyệt vời. Thầy cô đã chăm chút rất là chú đáo cho ngôi trường này. Có những hình con thú này, do tự tay các thầy cô làm này. Con trâu, con hổ, con ngựa, con gà trống, con lợn. Rồi có cả con khỉ nữa, rất là nhiều. Đây, có con hổ đây, con sư tử đây. Rất là tuyệt. Ngôi trường rất là đẹp các bạn ạ. Khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp. Xung quanh là những đồi cây. Không khí rất là trong lành. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và đặc biệt có cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: non sông của Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Em nay dạy trên này à? Ờ. Ừ. Tưởng dạy dưới kia. Không, có buổi nửa tuần dạy trên này, nửa tuần dạy dưới đấy. Ờ, sướng nhỉ? Ừ. Rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Ở trên tường có những bức tranh tuyệt đẹp. Tuyệt vời luôn. Đấy, những các thầy rất là khéo tay các bạn ạ. Em à, trường đẹp quá, quay mãi không hết. Ừ. Không, không quay. Chứ không phát. Hả? Tí nữa chị nói. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, ngôi trường tuyệt đẹp nha. Đấy, có bếp ăn này, có nhà ở bán trú của các em này. Thích có món gì đấy? Dạ.
Đây có cả ấy bóng rổ nữa cả. Hả? Thức. Có cả cả cái gì nhỉ? Bóng rổ đây các bạn ạ. Đấy. Thể dục thể thao. Rất là tuyệt vời. Trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Đấy là khẩu hiệu của ngôi trường các bạn ạ. Đấy, ngôi trường được vẽ những bức tranh tường rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Một khuôn viên tuyệt đẹp. Đấy, phía đằng sau trường là dãy núi Hoàng Liên Sơn. Mây mù đang bao phủ đây. Mặt giờ dù trời đã mặt trời đã lên cao nhưng mây vẫn đang bay bay răng đầy trên đỉnh núi. Là tuyệt vời các bạn ạ. Có những vườn hoa địa lan, có những hồ nước nhân tạo và đặc biệt là có cái mô hình chùa một cột tái hiện cho học sinh hình dung ra ngôi chùa một cột tại Hồ Gươm, Hà Nội. Rất tuyệt vời. Khuôn viên tuyệt đẹp các bạn ạ. Ngôi trường như thế này các em rất là thích thú, rất thích đây. Các em được học hành vui chơi rất là thoải mái, tạo niềm hứng thú cho các em khi các em đến trường. Xin chào, tạm biệt các bạn.